Rồi bữa nay mình qua mình sửa mover file. Test 2, reading and writing. Rồi, ok, bữa nay mình qua sửa Test 2 Reading and Writing Part 1 ha. Ok. Đầu tiên làm gì? Đọc mấy cái ô ở bên trái, vẫn lặp đi lặp lại một cái câu quen thuộc là mình phải đọc trước để mình nhớ từ, rồi mình mới qua bên phải mình điền vô cho nhanh. Ok, a jungle, khu rừng già, a jungle, mountains, dãy núi, mountains, a rainbow, cầu vồng, a rainbow, stars, ngôi sao, stars. The sea, biển, the sea. A waterfall, thác nước, a waterfall. A map, bản đồ, a map. Roads, con đường, roads. Rồi, xong ha, qua bên phải. Ví dụ người ta cho rồi, ta xài chữ map. Rồi, this can help you find a place. Cái này có thể giúp bạn tìm thấy một cái nơi. A place là một cái chỗ, một cái vị trí, một cái điểm. This can help you to find a place. Vậy mình dùng gì? A map. Number one, this has seven colors. You sometimes see it after rain. Cái này thì nó có 7 màu. Bạn thỉnh thoảng thấy nó sau khi trời mưa. Mình thấy cái gì? Thấy 7 màu là các bạn đoán được liền ha. Rainbow, ok, rainbow. A rainbow, cầu vồng. Tiếp tục. Number two, you can sail boats on this and children like swimming in it. Ok, in it, mình nói em qua, in it. You can sail boat, bạn có thể đi thuyền ở trên cái này. Và trẻ em thì thích bơi ở trong nó. Vậy hồi nãy mình có cái gì ta? Hả? Đi biển đó, the sea. Ok, tiếp tục. Number three, you can only see this at night. Bạn có thể nhìn thấy những cái này vào ban đêm. Nhìn thấy gì? Những vì sao. Ok, stars. Buses and cars have to go on this between one place and another. Xe buýt và xe hơi thì nó have to go, have to là bằng must, phải, have to, phải đi trên những cái này, giữa một nơi này và nơi khác. Xe buýt ha, xe hơi phải đi trên những cái này, giữa nơi này đến nơi khác. Vậy nó là đi trên con đường, roads. Ok, number 5, it's often cold on the top of this. Nó thường lạnh ở trên đỉnh của nó. Vậy thì ở đâu mà lạnh các bạn? Trên núi đó, mountains. Number 6, there are lots of trees and plants in these hot, green places. Place, ok, not places. Có một cái nơi, there are a lot of, có a lot of là nhiều, trees là cây and plants là cây xanh. Có nhiều cây và cây xanh ở cái nơi mà green, hot này là gì? Cái nơi mà xanh nè và nóng này. Vậy nó là ở jungle, khu rừng ha, rừng già. Rồi, lại ha, there are lots of trees and plants in this hot green place. Có nhiều cây và cây xanh ở cái nơi nóng và xanh này. Rồi, thầy đọc lại 5 câu cho các bạn ha. This has seven colors, you sometimes see it after rain. Cái này có 7 màu và bạn thỉnh thoảng thấy nó sau trời mưa. This has seven colors, you sometimes see it after rain. You can sail boat on this and children like swimming in it. Bạn có thể đi thuyền buồm ở trên cái này và trẻ em thích bơi ở trong nó. You can sail boat on this and children like swimming in it. You can only see this at night. Bạn có thể nhìn, bạn chỉ có thể nhìn thấy những cái này vào ban đêm. Ok, you can only see this at night. Number 4, buses and cars have to go on this between one place and another. Xe buýt và xe hơi phải đi trên những cái này giữa một nơi này và nơi khác. Buses and cars have to go on this between one place and another. Number 5, it's often cold on top of this. Nó thường lạnh ở trên đỉnh của nó. Okay, it's often cold on top of this. There are a lot of trees and plants in this hot green place. Có nhiều cây xanh và cây ở cái nơi màu xanh và nóng này. There are a lot of trees and plants in this hot green place. Ok, xong ha.
Rồi ok, mình qua part 2 ha. Vẫn là câu nói quen thuộc. Là mình làm gì? Đọc, dịch và chép lại ha các bạn. Không cần phải trả lời đâu, bởi vì cái part này nó phỏ rồi. There are 5 animals in the picture. Có 5 con vật ở trong hình. There are 5 animals in the picture. There are some rocks in the river. Có một vài hòn đá ở dưới sông. There are some rocks in the river. Ok, rồi qua câu số 1. The brown cow is looking up at the cloud. Cái con bò màu nâu thì nó đang nhìn lên cái đám mây. The brown cow is looking up at the cloud. Number 2. The man who is fishing is sitting on the ground. Người đàn ông mà ngồi câu cá thì ở trên mặt đất. Ok, người đàn ông, cái người mà ngồi câu cá đó thì đang ngồi ở trên mặt đất. The man who is fishing is sitting on the ground. Number 3. It's a windy day. It's a windy day. Đó là một ngày lộng gió. One of the sheep had grass in its mouth. One of the sheep had grass in its mouth. Một trong những con cừu thì nó có cỏ ở trong miệng. The girl with long hair is riding a horse. The girl with long hair is riding a horse. Cô gái mà có tóc dài thì đang cưỡi ngựa. There are lots of cars coming to this place. There are lots of cars coming to this place. Có nhiều xe hơi đang đến cái nơi này. Rồi ok, thầy đọc lại 5 câu cho các bạn ha. Rồi tới phiên mình. The brown cow is looking up at the clouds. Ok, the man who is fishing is sitting on the ground. It's a windy day. It's a windy day. One of the sheep had grass in its mouth. One of the sheep had grass in its mouth. The girl with long hair is riding a horse. The girl with long hair is riding a horse. There are lots of cars coming to this place. There are lots of cars coming to this place. Rồi xong ha. Rồi ok, mình qua part 3 ha. 6 câu, read the text and choose the best answer. Thấy một cái rạp chiếu phim có hình con cá heo. Rồi có ví dụ, would you like to come to the cinema this evening? Would you like là bằng do you want. Bạn có muốn đi đến rạp chiếu phim tối nay không? Ben hỏi và Daisy trả lời ok. Rồi Ben mới hỏi tiếp, I like to see the film The Two Friends. Tôi muốn xem bộ phim Hai Người Bạn. Daisy hỏi, I don't like any of them. Tôi không thích cái nào trong bọn chúng. Không đúng. À, ở đây có một bộ phim là The Two Friends thôi. I don't know that one. Tôi không biết cái bộ phim đó. Vậy cái này là đúng. One này là thế cho Hai Người Bạn ha. Mình chọn luôn. Thế cho bộ phim á. Rồi I don't think about this. Rồi tiếp tục qua câu số 2. What is it about? Nó là về cái gì? A. A boy and a dolphin. À, một chàng trai và một con cá heo. Còn câu B, it's next to the supermarket. Nó kế bên siêu thị, không đúng. C, on right. Đâu có hỏi gì đâu mà on right. Cho nên câu A mình chọn là a boy and a dolphin. Câu số 3, is it at the park cinema? Nó ở ngay chỗ rạp chiếu phim park phải không? Yes it did, sai. Yes it can, sai. Hỏi is it cho nên yes it thì ok, chọn C ha. Câu số 4, there are bus that stop outside the cinema. Có một cái xe buýt mà nó ngừng ở bên ngoài rạp chiếu phim. They are slower than mine. Ở đây có một cái xe buýt thôi, cho như D này nó đã sai rồi. D, chúng nó thì chậm hơn của tôi. Câu B, I like walking better. Đúng rồi, tôi thích đi bộ hơn. A bus is bigger. Cái xe buýt thì nó bự hơn. Đâu có hỏi gì đâu mà xe buýt bự hơn. Cho nên mình chọn đáp án là B. Rồi câu số 5, would you like to come to my house after the film? Bạn có muốn đến nhà tôi sau bộ phim không? Yes I do, sai. Yes I like it, sai. Yes I would, tại đây là would you like cho nên yes I would. Câu C. Rồi tiếp tục câu số 6, You can have supper with me and my family. Supper, not super. Super là siêu, Superman. Còn này là bữa ăn tối là supper. Nó bằng dinner. You can have supper with me and my family. Ok, great. Còn good night, chào tạm biệt, không đúng. So do I, không đúng. Vậy mình chọn C. Ok. Rồi đọc lại ha các bạn. Đọc lại 5 câu thôi. I like to see the film The Two Friends. Ok. What is it about? A boy and a dolphin. Is it at the park cinema? Yes, it is.
There are bus that stop outside the cinema. I like walking better. Would you like to come to my house after the film? Yes, I would. You can have supper with me and my family. Great. Rồi xong ha. Rồi ok, mình qua part 4 ha. 7 câu. Ok, đầu tiên dặn hoài qua đọc trước mấy từ để nhớ trong đầu. Watched là nhìn, và từ này thì người ta đã xài trong cái ví dụ rồi, cho nên các bạn đánh dấu vô tí xíu mình khỏi xài lại ha. Mỗi từ chỉ xài được có một lần. Ok, leaves, lá cây, leaves. Sunny, nắng, sunny. Smile, mỉm cười, smile. Surprised, ngạc nhiên, surprised. Books, sách, books. Drove là quá khứ của drive, lái xe hơi, drive, drove. Balcony, ban công, balcony. Jump, nhảy, jump. Rồi qua bài đọc làm dễ ha. Ok. We are learning about kangaroo at school. Last Tuesday, we watched a great video about them. Chúng tôi đang học về những con chuột túi ở trường. Thứ ba tuần rồi, chúng tôi xem một cái video tuyệt vời về chúng. After the lesson, I went to the library because I wanted to read more about kangaroo. Sau cái giờ học, tôi đã đi đến thư viện bởi vì tôi muốn đọc thêm về chuột túi. I found three good there. Ở thư viện thì nó có cái gì vậy các bạn? Hả? Ở thư viện thì nó có sách, cho nên ok, I found three good book there. I put them in my bag and drove home with them on my bike. Tôi để nó vào cái cặp và chạy xe đạp. Road này là quá khứ của ride, là chạy xe đạp. I put them in my bag and drove home with them on my bike. Và chạy về nhà trên xe đạp. At home, my mother gave me a drink and I sat outside on our to drink it because it was a very day. Ở nhà, mẹ đưa cho tôi một cái đồ uống ha, bởi vì và rồi tôi ngồi ở bên ngoài trên cái gì để uống. Ở ngoài nhà thì sau khi bạn qua hình ảnh này nè, mình thấy ok, bút là mình xài rồi ha. Thì ngồi bên ngoài, ngồi trên lá cây ha? Không phải ngồi trên lá cây kiến cắn chết, chỉ có ngồi trên balcony. Ok, vậy mình điền balcony ha. Balcony to drink it. Ok, mình nói âm cái này qua. Drink it. Tôi ngồi bên ngoài trên cái ban công để uống nó, là uống cái đồ uống này nè. Because, bởi vì sao? It này là trời. It was a very day. Nó là một ngày trời. Trời gì? Trời nắng, nóng mới uống nước. Ok, it was very sunny day. I told mom about my lesson at school and about the library. Tôi kể cho mẹ nghe. Tôi nói cho mẹ nghe về những cái bài học ở trường, về thư viện. She and said they have some new animal at the zoo. Mẹ làm cái gì và nói. Ok, sau khi kể xong thì mẹ smiled and said, mẹ cười và nói, they have some new animal at the zoo. Do you want to go and see them? Họ có một vài con thú mới ở sở thú. Con có muốn đi và xem chúng không? What animal are these? I asked. Ok, đó là những con vật gì vậy? Tôi hỏi. Wow, she says. Oh, bà ấy trả lời. They eat from trees. Chúng nó ăn cái gì từ cái cây? Ở cây thì bên kia mình thấy chỉ có gì? Lá cây. Mình điền lá cây vô ha. Ok, they eat leaves from tree. They are brown and they up là lên, and down a lot. Và chúng nó làm cái gì mà lên và xuống rất là nhiều? Đây, ở dưới này nè. Kangaroo, I laughed. Chuột túi, tôi cười. Vậy thì những con kangaroo nó làm gì up and down các bạn? Nó jump, nhảy ha. Ok, they jump up and down a lot. Kangaroos, I laughed. Vậy hả? Chuột túi, tôi cười trả lời. Rồi sau khi tới đây dặn hoài ha, nhớ đừng quên nội dung, tức là chọn cái tiêu đề của câu chuyện, nếu không mình mất điểm quan ngữ chỗ này. A film about animal, bộ phim về con vật, không có nói gì tới bộ phim hết, cho nên câu này sai. My favorite pet, cái con thú cưng yêu thích của tôi, cái này là mấy con kangaroo, không phải là con thú cưng.
không có nuôi được ở nhà và cũng không có nói tới pet luôn. Cho nên something new at the zoo, một cái thứ gì đó mới ở tại sở thú, đó là nội dung của bài đọc. Ok, thầy đọc và các bạn dò lại lần nữa chút xíu nha, các bạn đọc dịch. Mình dịch thì tới nay là cũng ổn ổn, nhưng mà cái đọc của mình nó chưa có được mượt ha các bạn. Các bạn cố gắng. We are learning about kangaroos at school. Last Tuesday, we watched a great video about them. After the lesson, I went to the library because I wanted to read more about kangaroos. I found three good books there. I put them in my bag and drove home with them on my bike. At home, my mother gave me a drink and I sat outside on our balcony to drink it because it was a very sunny day. I told mom about my lesson at school and about the library. She smiled and said, "They have some new animals at the zoo. Do you want to go and see them?" "What animal are these?" I asked. "Well," she said, "they eat leaves from the tree, and they are brown, and they jump up and down a lot. Kangaroos," I laughed. Rồi, đó là nội dung bài đọc hôm nay. Rồi, các bạn cùng nhau đọc lại ha. Ok. Rồi, ok, mình qua sửa part 5 ha. Nhìn hình, có một cái nhân vật đây, chàng trai cầm món quà gì đó. Ok. Rồi, câu chuyện về Tony birthday, sinh nhật của Tony. Rồi các bạn nhớ mình làm gì đây, mình điền tối đa không quá 3 từ ha. Khoanh tròn chỗ này lại cho thầy giùm ha. Đây, lấy cái viết khoanh vô. You can use 1, 2 or 3 words. Vậy nếu mà trường hợp quá dài mình điền hơn 3 từ là mình sẽ bị phạm luật ha các bạn ha. Rồi ok, đọc câu chuyện trả lời câu hỏi. When Tony were 8, one of his presents were a new scarf. Khi mà Tony lên 8 tuổi, một trong những món quà của anh ấy là cái khăn choàng mới. It better than my new comics and computer game, he thought. Nó thì tốt hơn là cái truyện tranh mới của tôi và những cái trò chơi vi tính mới, anh ấy nghĩ. Tức là ở đây nếu dịch cho thuận câu thì các bạn sẽ phải dịch cái chữ he thought này trước. Anh ấy nghĩ nó thì tốt hơn là những cái trò chơi máy tính và truyện tranh mới của tôi. Nhưng mà ở đây thì do trình độ mình còn thấp cho nên các bạn cứ đọc tới đâu dịch tới đó mà hiểu được rồi. Rồi, it was yellow and blue, his favorite color. Nó là cái màu vàng và màu xanh, gạch ngang một cái. Thì ở đây có nghĩa là màu vàng và màu xanh này cũng là his favorite color, cái màu mà yêu thích của anh ấy. He wore it every day. Anh ấy mặc nó, mang nó, đội nó mỗi ngày. Thì đó, đây là cái khăn choàng mà nhớ ha. Thì mình sẽ dịch chữ mang thì nó là hợp nghĩa nhất. Anh ấy mang khăn choàng mỗi ngày. After 4 weeks, sau 4 tuần, his father said, "Tony, your scarf is very dirty now. You must wash it." Sau 4 tuần thì ba của Tony nói, "Tony ơi, khăn choàng của con rất là dơ rồi, bây giờ rất là dơ, con phải giặt nó." Ok, đó là nội dung bài học. Rồi mình qua bên đây mình coi người ta hỏi cho mình cái gì. Vậy ở đây người ta có hai câu ví dụ ha. Ví dụ thứ nhất là Tony wore 8 on his birthday. Tony lên 8 vào ngày sinh nhật. À, vậy là Tony 8 tuổi ha. Rồi, ví dụ thứ hai, Tony liked. Lưu ý chỗ này ha các bạn, liked, các bạn đọc nhanh âm đuôi là liked, liked, liked chứ không có like it nha. Tony liked he new scarf better than he comic and computer game. Tony đã thích cái khăn choàng mới của anh ấy hơn là truyện tranh và trò chơi vi tính. Rồi, câu số 1, the two color of Tony's scarf were. Hai cái màu của cái khăn choàng của Tony là màu gì? Ở bên đây bài đọc mình kiếm, hồi nãy mình thấy ngay chỗ này nè. Nhận được một cái khăn choàng mới nè. Nó thì tốt hơn là cái này, ví dụ người ta xài rồi. Nó tốt hơn là truyện tranh và trò chơi vi tính nè. Và anh ấy nghĩ nó là màu vàng và màu xanh, màu yêu thích của anh ấy. Vậy thì ít này thế cho new cap ở trên đó các bạn. À, mình đánh dấu chỗ này. Rồi, vậy cái khăn choàng của Tony là màu yellow and blue. Ok. Rồi, câu số 2, Tony wore his new cap every
Trời, câu này là dễ nhất trên đời luôn. Tony đã mang khăn choàng mỏi. Ở bên đây người ta có he was every day, có sẵn chữ every day luôn. Vậy bên kia người ta cho every, mình lấy chữ d mình điền vô thôi. Ok, he wore his new cap every day. The scarf were very chấm 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 after 4 weeks. Cái khăn choàng thì nó làm sao mà sao 4 tuần? Very dirty. Ở bên bài nè, ba nói đi giặt đi đó, after 4 weeks nè. Đó, he dad said Tony, your scarf very dirty now. Khăn choàng của con dơ quá rồi. Rồi, ok, mình qua đoạn 2 ha. Rồi, bên đây cũng vậy, mình qua câu hỏi từ câu số 4 đến câu số 7, 4 câu tiếp theo. Ok các bạn. The next morning before breakfast, Tony washed. Tony washed, không có wash it nha. Tony washed the calf carefully in the bowl of water. Buổi sáng tiếp theo trước khi ăn sáng, Tony rửa hoặc là giặt. Ở đây khăn choàng mình phải dùng cái động từ là giặt. Mình dịch là giặt mới đúng ha. Giặt cái khăn choàng một cách cẩn thận ở trong một tô nước. After breakfast, he put it in the garden because it was wet. Sau khi ăn sáng, anh ấy đặt nó ở trong vườn bởi vì nó rất là ướt. Then he went to school, và anh ấy đi học. After school, he went out into the garden to find his scarf. Sau giờ học thì anh ấy đi ra khu vườn để tìm khăn choàng. It was clean again. Nó thì sạch trở lại. But the color was different. Nhưng mà cái màu thì nó khác. It was green and very, very long. Nó màu xanh lá cây và rất là dài. Tony didn't like the new color. And when he put the scarf on, it went down to his feet. Và khi mà anh ấy đặt nó, anh ấy mang nó lên mình, thì nó rớt xuống dưới chân. À, ngay chỗ này là Tony không có thích cái màu mới của khăn choàng. Và khi mà anh ấy mang cái khăn choàng lên thì nó rớt xuống chân của anh ấy. Tony was sad. He ran inside the house and started to cry. Tony rất là buồn. Anh ấy chạy vào trong nhà và bắt đầu khóc. Rồi mình qua câu hỏi, câu số 7 ta hỏi gì? Tony chấm 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 before breakfast. Tony làm cái gì trước khi ăn sáng? Qua bài mình đọc ngay chỗ thông tin trước khi ăn sáng đây. The next morning before breakfast, Tony washed the scarf carefully and in a bowl of water. Đó là thông tin của câu số 4 mình đánh dấu vô. Vậy trước khi ăn sáng thì Tony đã wash the scarf. Mình lấy wash the scarf mình để vô ha các bạn. Ok, Tony washed the scarf before breakfast. Tony put the wet scarf in chấm chấm chấm. Tony để cái khăn choàng ướt ở đâu? He put it in the garden. Dễ ha. Put it in the garden. Phơi ở trong vườn. Vậy ở đây người ta có put the wet scarf rồi. Có giới từ in rồi. Điền the garden vô thôi. Ok, câu số 6. When Tony came home, the color of the scarf in the garden were. Khi mà Tony về nhà thì cái màu của khăn choàng ở trong vườn nó là màu gì? Were. Green, nhớ không? Khăn choàng nó tự nhiên nó màu xanh rồi nó dài hơn ngay khúc này nè. It was green and very, very long. Ok, tiếp tục. Câu số 7. Tony went chấm 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 and started to cry. Tony đã chạy đi đâu và bắt đầu khóc. Rồi, sau khi mang cái khăn choàng lên, nó rớt xuống dưới chân. Tony buồn. He ran inside the house and started to cry. Rồi, vậy thì ngay chỗ này, bạn có thể điền he ran inside. À, he Tony went rồi. Went tương đương với bên kia là gì? Chạy nè. Bạn thấy động từ, cái cách xài từ của người ta không? Bên đây người ta dùng động từ chạy. Run, ran là quá khứ của chạy. À, run, ran. Bên đây người ta dùng go, went là đi. Vậy người ta hỏi Tony đi đâu? Cũng y chang vậy thôi. Went inside. Bạn điền inside thôi cũng được. Bởi vì inside thì nghĩa của nó là vào trong nhà. Còn nếu bưng nguyên trong bài qua, đủ 3 từ luôn. Tony went inside the house and started to cry. Ha. Ok, xong tiếp theo ha. Còn 3 câu nữa. Đây. Tony didn't like the scarf because it was green and because it was too...
Tony thì không thích khăn tròn bởi vì nó màu xanh và nó làm sao? The green scarf were Tony... Cái khăn tròn màu xanh của Tony. Cái khăn tròn màu xanh thì là cái gì của Tony? Ok. Tony's father put Tony's scarf in his... Ba của Tony đặt cái khăn tròn của Tony lên cái gì? Ok, đó là nội dung. Rồi mình qua mình đọc tiếp cái đoạn bên đây ha. Ok. What the matter? He dad asked. Look at my cup, Tony said. It's raining long. I don't like it now. Vấn đề gì vậy? Chuyện gì vậy? Ba hỏi. Look at my scarf. Nhìn cái khăn tròn của con nè. Tony trả lời. Nó màu xanh lá cây và nó rất là dài. Con bây giờ con không thích nó nữa. Oh, Tony, he dad said. Ba trả lời. Tony ơi, that's not your scarf. That's mum's. Your in your bedroom. I took it inside because it started to rain. Đó không phải là khăn tròn của con, đó là của mẹ con. Khăn tròn của con ở trong phòng ngủ. Ba đã mang nó vào bên trong bởi vì trời bắt đầu mưa. Thank you, Dad, Tony said. Cảm ơn ba, Tony nói. Then they both laughed and Tony went to play football with his friend. À, và rồi cả hai bọn họ cùng cười. Tony đi chơi đá banh với bạn bè. Câu chuyện thật là thú vị. Vậy thì ngay chỗ này nè các bạn, mình trả lời được cho câu số 8 luôn nè, thấy không? Câu số 8 người ta hỏi gì đây? Tony không có thích khăn choàng bởi vì nó màu xanh. Và because it were too... Và bởi vì nó quá cái gì đây? Rồi vậy trong bài đọc này nè, bạn thấy nè. Tony thì sao? Look at my scarf, Tony said. It's raining long and I don't like it now. Nó màu xanh và dài, tôi không thích nó bây giờ, con không thích nó. Ở bên đây mình có rain rồi trong câu hỏi nè. Bên kia Tony không có thích bởi vì nó màu xanh và dài. Ở bên đây người ta cho it were green là đã có màu xanh rồi. Và because it were too, vậy thì mình móc chữ dài mình để vô là xong ha. Were too long. Ok, dễ ha. It's raining long, I don't like it now. Đánh dấu vô. Rồi tiếp tục câu số 9. The green scarf were Tony. Cái khăn tròn màu xanh là của. Chữ E phải S này nè, là mình phải dịch là bằng chữ of, là của Tony. Vậy thì cái khăn tròn này nè là cái gì hay là của ai? Của Tony. Thì trong bài mình mới dịch tiếp cái chỗ này, đọc tiếp nè. That's not your scarf, that's mum's. Rồi, cái này không phải là khăn tròn của con, nó là của mẹ con. Của con á, thì nó nằm đâu? Ở trong phòng ngủ á. Vậy câu số 9 thì mình gót qua nè. Chữ mum's mình để yên, mình đưa qua. Cái khăn tròn màu xanh là của mẹ của Tony. Nhiều bạn sớn sơ sớn sát ha. Làm mà thiếu cái phải S này một cái là tự nhiên ra chật lất liền. Mình nếu mà bạn bỏ cái chữ S này à, mình sẽ dịch nè. Cái khăn tròn màu xanh là mẹ của Tony. Trời ơi, cái khăn tròn mà là mẹ của Tony sao được. Mình sơ xuất có chút xíu thôi các bạn, nhưng mà nghĩa nó khác hoàn toàn. Còn nếu bạn nào ở chỗ này mà cảm thấy ngon luôn, tự tin luôn, thì của mâm thêm chữ scarf vô nữa cũng được. Tại vì sao? Ở đây nè, đây là cái khăn tròn của mẹ của Tony ha. Cái màu khăn tròn màu xanh lá cây là khăn tròn của mẹ của Tony. Hoặc là khăn tròn màu xanh là của mẹ Tony. Chớ khăn tròn màu xanh không phải là mẹ của Tony. Vậy mình chỉ cần thiếu chút xíu này là nghĩa sai hoàn toàn ha. Các bạn để ý chỗ đó chút xíu. Rồi tiếp tục câu số 10. Tony's father put Tony's scarf in his... Ba của Tony đã đặt khăn tròn của Tony ở đâu? Ở trong phòng ngủ đó. Hồi nãy mình mới đọc bên kia. Ok, vậy mình gõ vô luôn qua bên kia gạch đích sao. Bedroom. Ok, trong phòng ngủ của anh ấy. Đây nè, nó nằm ở chỗ này nè. Yours in your bedroom. Đây là thông tin của câu số 10. Ok, xong ha. Rồi, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn. Các bạn chú ý như nãy thầy có nói là cái dịch của các bạn tới nay là cũng khá ổn ổn rồi đó. Tức là đọc hiểu, nhưng mà cái đọc mình còn chưa có ổn lắm. Nên các bạn cố gắng đọc cho nó chuẩn lại ha. Có thêm thắt tình cảm, có ngữ điệu lên xuống giọng vô. Chứ đừng có đọc đều ngang ngang quá ha. Có một số bạn đọc ngang quá rồi giống như là tụng kinh Nam Mô A Di Đà na 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 là ngủ hết, không được. Ok, để feeling, để tình cảm vô nha. Rồi nghe lại. When Tony wore it, one of his presents were a new scarf.
It's better than my new comic and computer game, he thought. It were yellow and blue, his favorite colors. He watched every day. After 4 weeks, his father said, Tony, your scarf very dirty now. You must wash it. Okay, qua đoạn 2 ha. The next morning, before breakfast, Tony washed the calf carefully in a bowl of water. After breakfast, he put it in the garden because it was wet. Then he went to school. After school, he went out into the garden to find his calf. It was clean again, but the color was different. It was green and very, very long. Tony didn't like the new color, and when he put the scarf on, it went down to his feet. Tony was sad. He ran inside the house and started to cry. Okay, qua đoạn 3 nha. What the matter? He dad asked. Look at my scarf, Tony said. It's green and long. I don't like it now. Oh, Tony, his dad said. That's not your scarf. That's mum's. You're in your bedroom. I took it inside because it started to green. Oh, thank you, Dad, Tony said. Then they both laughed, and Tony went to play football with his friends. And that's the end of the story. Okay, hết chuyện rồi. Rồi, ok, mình qua mình sửa part 6 ha. Ok, các bạn đọc dựa vào nghĩa hoặc là ngữ pháp thì bài này là một bài kết hợp, nhưng mà nó mang nặng ngữ pháp nhiều hơn. Giống như bữa hôm trước thầy có sửa rồi một lần cho các bạn á, là thậm chí mình sẽ không cần phải hiểu nghĩa, căn cứ vào ngữ pháp chủ ngữ thôi hoặc là động từ thôi vân vân thì mình đã làm được bài này. Tuy nhiên do mình đang học cho nên các bạn vẫn là đọc và hiểu và dịch một cách tường tận. Rồi bắt đầu ha. Choosing the right pet is difficult. Lựa chọn một con thú cưng đúng thì rất là khó. You have to think very carefully. Bạn phải suy nghĩ rất là cẩn thận. Dogs like being with people and need to for long walk. Ok, những con chó thì nó thích với ở với con người và cần phải làm cái gì trong một cái quãng đường dài. Ok, rồi vậy thì ngay chỗ này nè, mình thấy cái gì? To, need là động từ, to là giới từ. Vậy thì verb to verb, ngay chỗ này mình chỉ có thể chọn là need to go thôi ha. Tại vì sao động từ to, động từ nè, hoặc là động từ cộng với động từ thêming đó, nếu mà nó không có cái động từ này, không có cái giới từ to này mà need này nè, thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là modal verb thì theo sau là động từ nguyên mẫu. Trường hợp thứ hai là một động từ cộng với một động từ thêming. Ví dụ I like reading books. I like reading books. Do you want to go to school? Bạn có muốn đi học không? Ok, vậy ở đây need to go for long walks. Mình chọn go vô đây ha. Rồi, động từ nguyên mẫu. Tiếp tục. They are good pets for people. Rồi, people là người. Vậy cái gì thế cho người? Who thế cho người? Which thế cho vật? Còn when thì mình chưa học tới. Cho nên các bạn cứ nhớ ngay chỗ này ha. To thế cho người. Who thế cho người. Which thế cho vật. Mà people này là người, vậy mình chọn who để vô đây là xong. Rồi, who là thế cho người. Nhớ khoanh móc ngược y chang như thầy. Vậy là đặng mình biết tại sao mình chọn chữ who. Who này chính là people. Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho câu tiếp theo, nó chính là chủ ngữ của live. Mai mốt lớn lên các bạn, thầy giảng cho các bạn ngữ pháp ngay chỗ này tại sao cần có cái chữ who này. Bởi vì they are good pets for people là tới đây kết thúc một câu rồi. Ngay chỗ này nó có động từ live thì nó thiếu một cái chủ ngữ, nên mình phải mượn who đại từ thế cho thằng people và làm chủ ngữ cho câu này nó mới đủ cú pháp, ngữ pháp. Rồi, mình dịch lại ha. Họ, tức là thêm những con chó này thì rất là tốt. Là những cái con thú cưng tốt cho con người. Những cái người mà sống ở countryside, who live in the countryside, sống ở thành, ở nông thôn, ở miền quê. Cat are happy in town. Những con mèo thì rất vui vẻ ở thành, ở trong thành thị, ở thị xã. But it's good for them to have a garden to play run in. Ở đây play là động từ, run là động từ. Vậy mình cần một cái liên từ ở giữa. Mình qua đây nó có ba liên từ có sẵn. Chơi và chạy trong. Chơi hơn, đen thì không phải đen. Mé sau này nó phải có một cái
cái gì more đen hoặc là một cái so sánh hơn thì mới đen. Ở đây không có so sánh. Rồi ở đây because là nhân quả, cũng không thấy nhân quả gì, mình chọn earn hết các bạn. Earn, rồi. Ok, cats are happy in town, but it's good for them to have a garden to play and running. To play and running. Cat thì rất là vui, nhưng mà rất là tốt cho chúng để có một khu vườn để chơi và chạy trong đó. Rồi, ở đây people chủ ngữ số nhiều. Vậy thì mình qua đây mình tiếp tục. People là sai, loại liền câu A. The people, mai mốt lớn bạn sẽ học. The people có nghĩa là dân tộc. Còn lại theo nghĩa bình thường là một vài người. Mình chọn some. Ok, điền chữ some vô đây. Một vài người love smaller animals like mice, snakes or spider. Một vài người thì thích những con thú nhỏ hơn, ví dụ như chuột nè. Chuột hamster dễ thương lắm nha. Snakes, rắn, hoặc là spider, nhện nhện. Nhện nhện ở nước ngoài là một, lại là nuôi làm thú cưng hả? Mình đây thấy nhện sợ chết. When you choose a pet, khi mà bạn lựa thú cưng, think chấm 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 the question. Hãy nghĩ chấm 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 những câu hỏi này. Vậy mình có think gì? Think about. Ok. Còn think after là nghĩ sao, là không phải ha. Ok. Rồi bên đây nè. Think, think gì? Think about, think after không phải. Think above, nghĩ bên trên không phải. Rồi. Đây thầy gạch cái này khoanh tròn một lần cho các bạn, để các bạn nào nãy giờ không có kịp thì mình khoanh vô ha. Còn đi thi thì mình không phải, chỉ điền bên kia là đủ. À, không cần phải khoanh giống gì đâu. Rồi. Và bên đây điền tiếp chữ sum vô nữa. Think about. Ok. Rồi. Khi mà lựa chọn thú cưng thì bạn hãy nghĩ về những cái câu hỏi. What kind of home does it need? Chúng nó cần cái loại nhà nào? What does it like to eat? Chúng nó thích ăn cái gì? Where does it like to play? Chúng nó thích chơi ở đâu? Rồi xong. Các bạn, thầy sẽ làm cái ghi âm bên Ruby hay Sophia đọc gì đó để cho các bạn dò lại ha. Ok. Mover 5. Test 2. Passing choosing a pet. Choosing the right pet is difficult. You have to think very carefully. Dogs like being with people and need to go for long walks. They are good pets for people who live in the countryside. Cats are happy in towns, but it's good for them to have a garden to play and run in. Some people love smaller animals, like mice, snakes, or spiders. When you choose a pet, think about these questions. What kind of home does it need? What does it like to eat? And where does it like to play? Okay, very good. Thank you, Sophia. Mover 5. Test 2. Passing choosing a pet. Choosing the right pet is difficult. You have to think very carefully. Dogs like being with people and need to go for long walks. They are good pets for people who live in the countryside. Cats are happy in towns, but it's good for them to have a garden to play and run in. Some people love smaller animals, like mice, snakes, or spiders. When you choose a pet, think about these questions. What kind of home does it need? What does it like to eat? And where does it like to play? Okay, very good. Thank you, Sophia.